You can see this. This is how we pump the water from the pond in order to catch a lot of fish here. So you see, so the water keeps coming out and we have to wait at least 1 hour or 2 hours. Thế mới đây, ấy thế đâu. Nhìn thoát đây. Now we get one. So big. Có mất miệng đi. Biết ơi rồi. Mình cũng đang tôm. Cái đây mình phên hao bơ kìa. Wow. Do you see so big? Trời ơi. Lấy mang trai mình đi rồi. Nè nè, bà hai nhìn mà. Mà tàu bạc. Mất rõ nát rồi. Nào, sao phải đâu về đi. Có bị hô không? Hô hả? Cần ban เรียงให้หมดตัวปูงเลยคอยรับตัวปูงเลยนะครับหมดตัวปูงเลยเรียงเลยตัวใหญ่ยาวมาหายห้องกำราห้องเย้ไปใส่ใส่ใส่มา ơi mà Hey!
không chạy mà nè mà ôi lăng chăm ôi ạch bật chăm ôi ăn chăm Yeah.